Hello anh em, xin chào tất cả anh em. Thì tôi sẽ giới thiệu lại với anh em. Đây nó là cái bộ trang phục hào quang vàng chỉ có duy nhất khi mà anh em xem livestream mua series cho nhân vật bất kỳ luôn nha anh em. Mình sẽ giới thiệu cho anh em một số phần quà nếu như mà anh em theo dõi vào ngày 16 tháng 11 anh em ơi. Khi mà anh em xem livestream có cơ hội nhận nhân vật Sunny cũng như là thẻ nâng cấp nhân vật Level 8 và có cả cái này là hộp skin súng luôn anh em ơi. Ngoài ra thì còn có một số những cái thứ khác. Ví dụ như là hành động vẫy cờ này anh em này. Đấy. Rồi là thẻ nhân đôi kinh nghiệm khi mà anh em leo rank này, cũng như là nhận được ván này, nhận súng này. Đấy, đổi phi đao nhận được những cái món quà vô cùng là hấp dẫn, nhận skin báo cực kỳ là chất lượng. Mình sẽ đổi anh em ơi. Ở đây chúng ta có hòm sắt hào quang này. Ok, quy đổi. Quá tuyệt vời nhỉ. Cái này mình sẽ đổi thêm skin AK à đâu. Cái này là AN94 bo ra. Ok này. Trang bị nhanh luôn được rồi. Ngoài ra nó còn có M14 bo ra đấy anh em ơi. Rồi là đây sẽ là UMP bo ra này, cũng như là gấu da bo ra thôi anh em ơi. Cái này là thêm bom keo vinh quang nha. Vào mục sưu tập sâu cho anh em xem nhá. Hòm sắt đây. Cái hòm sắt bo ra của chúng ta đâu rồi? Ok, trang bị hòm sắt bo ra này anh em này, cũng như là vũ khí sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em xem những cái skin bo ra. Ví dụ như là chúng ta có cái cây nào đây anh em ơi, chúng ta có UMP bo ra. Đấy, tất cả các skin bo ra nó đều tăng độ chính xác cũng như là giảm tốc độ thay đạn anh em ơi. Nói chung là một skin cực kỳ rực lửa M14 bo ra đây anh em ơi. Đấy. Chúng ta còn có được skin súng Goza bo ra đấy. Ok, để trang bị luôn này anh em này. À để mình coi nào anh em ơi. Đây. AN94 bo ra nha anh em ơi. Đó. Hợp lý luôn, quá ngon luôn anh em ơi. Bom kẹo vinh quang này anh em này. Đây nó là bom kẹo vinh quang nha anh em, đấy. Bom kẹo vinh quang này đã đủ ngầu chưa nhỉ anh em? Nhờ. Đặt hai tay lên bàn. Chơi game đàng hoàng. À quên. Cái này thôi chưa đi cắm cờ anh em ạ. Có cờ để cắm hả? Để khoe mà anh em. Cắm cờ xương xương nhỉ. Rồi. Tôi cắm trên không khí thì phải không ạ? Đây. Anh em cắm cờ được trên không khí này. Rồi. Ngầu quá nhở. Hơi bị ngầu luôn anh em ơi. À mình sẽ đu lên trên con nào anh em. Đây. Cắm cờ lên trên này cho nó máu. Rồi. Đây rồi, cắm ra ngoài tí anh em ạ cho nó ngầu. Auto cắm cờ liên tục luôn anh em ơi. Mua nick Free Fire lên quân tới ngay sục sữa kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. 3, 2, 1 let's go đâu. Let's go anh em. Cứ xuống đây cái đã. Ui đâu vậy rồi. Hey. Chúng nó cứ nhìn là auto sĩ kẹo là chúng nó lại nhảy thung lũng rồi anh em ơi. Thế này chết tôi rồi. Thế này có chết tôi không cơ chứ anh em ơi. Hỏng rồi. Hỏng hết cả bánh kẹo rồi các bạn. Thế này thì có chết chú hay không các con ơi. Ôi rồi ôi là ôi rồi ôi. Ngủ mũi thế anh em. Gãi chơi chơi kìa. Đây. Một cây MP5. Một cây MP40. À đây lượm cây M14 xương xưa anh em ạ. Skin bo ra nha anh em. Thế làm sao đây. Rồi hay quá. Trông có vẻ ổn hơn rồi. Giảm thanh à. Giảm thanh mình nghĩ là mình có lẽ là mình sẽ không cần. Nhưng mà thôi. Nếu mà có cũng được. Xài chơi chơi thôi anh em. Mày em đấy. M14 hết bắn lên thanh rồi anh em ấy. Bắn từng phát một. M14 yếu thế. À này chưa có giáp này. Chưa có giáp này. Lên bả đi. Má mày. Chưa có giáp mà đi bắn nhau à. Mất dậy. Thằng này nữa ở đâu. Mày làm gì đấy. Còn lợn này. Chú cho chúng mày lên bản đến số hết nhá. Quần què. Chú qua chú dạy dỗ chúng mày nhá. Ở đây phải không. Cho quả lựu lên. Sám hối đi này. Vỡ đầu này. Sám hối đi. Đã bảo rồi cơ mà sám hối đi. Không chịu sám hối à. Thế làm sao. Ăn quả lựu đi nhé con ơi. Má chúng mày. Cho chúng mày sám hối này. Làm sao ở đâu. Đứng đâu rồi. Ở dưới à. Mày chạy đâu rồi nhỉ. Con lợn này. Vỡ đầu này. Mất dậy này.
dăm ba thằng trẻ trâu để tuổi gì với chú hả các con ấy? Chưa thấy ai nhỉ? Quần què chứ nhỉ? Sao lại chưa thấy ai ta? Đáp sương sương thôi. À đây. Má mày, bột viên lên bàn. Thế thôi, không phải nói nhiều. Riêng tính anh là tính anh không thích nói nhiều. Ui, cũng combo MP40A đúp à? Ui dồi ôi, sao mày ngáo thế hả? Học đòi này, combo MP40 này, A đúp này mày học đòi này. Dăm ba thằng trẻ trâu học đòi này. Cho lên bảng đếm số luôn cho chúng mày chừa này. UAV nó chạy giống mấy cay anh em ạ. Ôi vét cả trường, làm sao? Dựng bông kéo nó hơi chậm tí. Do máy mình nó phò phạch đây anh em ạ. Thế nhấn mà thao tác nó chưa ăn. Thế mới vẽ nồi chứ nhở. Cay cú. Mày chết này. Mày muốn cái gì? Lên bảng luôn thế thôi. Không phải nói nhiều. Dăm ba thằng trẻ trâu này. Anh cho chúng mày sám hối nha. Dăm ba thằng trẻ trâu này. Anh cho chúng mày sám hối nha. Đéo tin. Cái này là skin bom keo cực kỳ là chất lượng nha anh em đấy. Anh em thấy ngầu chưa? Skin bom keo đen xì này. Rồi. À quên, hôm nay vào trong game chưa cắm cờ. Quên. Cắm cờ xương xương. Mình sẽ quay lại cái xác của thằng lúc nãy mình cắm cờ xương xương anh em ạ nhờ. Cho nó ngầu. À đây có người đấy à? Có người đấy à? Mày này, coi chừng tao nha mày. Một viên đã. Mà chạy đi, một viên nữa. Mày chạy với bố mày à? Bố mày còn quên, bố mày chưa kịp cắm cờ nữa. Mày có chừng tao nha mày, liệu hồ nha mày. Con lợn này. Má nó. Mày mình lác vãi trời anh em ơi. Dựng bom kem nó lên chậm vãi nổ ra thề anh em ơi. Chả lẽ vứt mẹ mày đi anh em ạ. Quần què chứ. Dựng bom kem nó toàn bị delay đấy. Đấy hiểu sao? Vứt ba máy đi anh em ạ. Máy phò phạch, máy sida, máy lợp. Đấy. Tôi đâu có phải đại gia đâu anh em ơi mà xài máy xịn. Toàn máy phò phạch không. Còn lợn này. Má nó bắn mình. Mày muốn cái gì? Bố mày cho quả lựu lên bây giờ. À cho lựu xuống cả. Sợ quá nhỉ. Anh lại sợ mày quá cơ. Ui nó nhảy xuống rồi. Vãi cả đội hay quá. Được. Hay đấy em ạ. Vỡ đầu. Mày thích đọa đầu với anh hả? Mày sai lầm rồi nha mày. Dăm ba con lợn luộc này nghĩ sao? Đòi solo với mình cơ anh em. Tuổi gì? Không tuổi đây. Bây giờ anh cắm cờ vào xác chú nha. Đây. Cho cái hành động cắm cờ. Đây là mạng của ta ăn được. Đấy, ui dồi ôi. Hơi bị ngầu loài anh em ạ. Đấy, anh em thấy ngầu chưa? Lá cờ nó bốc cháy ngầu vãi cả nổi. À, ui dồi ôi, chuẩn bị con người đi. Má cho mày nhau ghê vậy. Ui. Lại tổ chức đại hội phát lâm à? Đây rồi. Chúng mày tổ chức đại hội phát lâm à? Một viên nữa. Máu phun cây cả. Vãi trưởng thế, ui dồi ôi. Vừa solo với nhau xong mà máu đã phun cây rồi cả. Ghê vậy. Ghê thế này ai chơi? À được rồi, hay lắm. Mày được lắm, mày hay lắm con ạ. Đây anh ở đây rồi. Anh xem chút chạy đi đâu hả? Mày hay lắm. Nào. Con lợn này vỡ đầu. Mày tuổi gì? Mày không tuổi ok. Úi dồi ôi. Chơi với chú là mày không tuổi nhá. Chúng ta lên đường nhá. 10 túi máu. Ui ngầu chưa? 10 túi máu đã đủ ngầu chưa anh em nhỉ? Ngầu như cái bồn cầu luôn nhỉ? Ôi con người, đứng lại. Đứng lại con lợn này. Vỡ đầu này, mày tuổi gì? 9 kill luôn, còn một thằng ở trên, đi. Má mày bắn xe bố mẹ, mày thích chọc gậy bánh xe à? À, con lợn này. Mày chọc gậy bánh xe nhầm người rồi nha con. Má mày, bên này cũng có này. Vãi cả đồ, chúng mày phá xe của anh à? Đúng rồi, một con lợn lên bảng, thế thôi. Bây giờ vòng lại. Làm sao? Muốn gì? Hả? Mày đang đứng đâu? Ở đây à? Con lợn này.
Con lợn này. Mày tuổi gì báo danh? Tuổi gì báo danh hả? Tuổi gì báo danh? Má mày. Mày nghĩ sao vậy? Mày chạy đi. Ơ phải rồi. Sao vậy, tao nó chạy qua bên này rồi à? Nhanh vậy. Một viên này lên bảng này. Wow. Ăn gì mà chạy nhanh thế hả? Thế thôi, không cần phải nói nhiều anh em ơi. Lên xe. Đây bây giờ là tôi lên con xe motor chắc luôn anh em. Tôi lên tôi cắm cờ này cho nó ngầu. Úi dồi ôi, đâu rồi đây rồi. Cho anh em xem cái hành động cắm cờ. Lên trên đó. Ơ phải nổi lại nhảy quá rồi. Úi dồi ôi, độ nhạy bật hơi cao. Nhảy quá mới khôn nạn chứ anh em. Lên. Đây rồi. Lên. Cắm cờ trên này mới phê này anh em này. Úi phải nổi. Đừng. Đùa tí thôi làm gì mà căng. Vãi cả nổi con lợn nào ngoài kia. Má nhờ nó. Bất dậy. Hết 3 bóng keo rồi. Đem vãi nổi anh em. Hết bóng keo rồi. Xe này chắc còn thí giáp. Chơi được. Không sao. Chơi được nói anh em ơi, không phải lo. Mày đâu mày chạy gì à? À cắn trộm à? Con chó cắn trộm à? Đâu? Mày thích cắn trộm không? Đâu nhỉ anh em? Ở đây à? Mày thích cắn trộm không? Mày có thích cắn trộm không à? Cắn trộm này. Lên bảng thế thôi. Nhanh gọn, không cần phải nói nhiều. 12 kill rồi. Chúng mày coi chừng chú mày nhá. Quần què. Còn 4 thằng à? Đi. Đó. Để xem người đâu. Ui, đừng. Vào nhà. Ui, ở trên cũng đứa xe đúc à? Mày coi chừng tao nha mày. Má mày, mày nghĩ là mình mày có ai đúc à? Con lợn này ở đâu? Nó ở đâu anh em nhỉ? Mày đang chạy số nó tính sơ mình cơ. Bật dậy. Ui, hét sóc luôn. Phải rồi. Bố mày lại sợ chúng mày quá, hét sóc luôn cả. Ở đây à? Phía này à? Nghe tiếng ở phía này, đúng rồi. Mày làm sao? Mày làm sao mày chạy à? Mày thích chạy không? Còn lợn này. Bắn hụt mất tiêu rồi. Làm sao? Ui giời, 77 máu. Vãi cả đội con lợn bắn kinh thế. Ui vãi cả trường. Thôi nha, đừng. Má nó chỗ nào cũng có người. Vãi hàng rồi, cái thằng này hơi sai anh em ạ. Cái thằng này hơi sai luôn, nó bắn rát vãi trưởng. Cái thằng phía sau có vẻ ổn hơn. Nó đâu rồi. Căng vãi nồi ra thể. Anh em đã bảo là không căng đi. 150 máu. Một viên nữa. Mày có chừng tao nha mày. À, một đứa xài a đúc ở trong nhà kia. Ở trong nhà kia. Mày có chừng tao nha mày. Mày này. Có lợn này. Một thằng nữa ở trên này. Má mày chứ. Bố mày cay với mày. Ui. Nó bắn xuyên cây. Vãi nồi. Mày xuống đây. Xem ai vỡ sọ trước này. Còn lợn này. Mày chạy đi. Mày chạy đi. Hậu gái mày chạy đi. Hả? Mày dám chạy không? Hả? Mày chạy đi. Rồi, đã bị hạ. Thằng cuối. Đâu rồi, thằng cuối đâu? A few moments later. Trên này thì không có rồi. Hay là bên kia? À, bên kia. Thôi sao mình trong bo. Mình trong bo anh em ạ, thằng này. Úi giời ơi. 99% top 1 rồi anh em ơi. Đúng rồi, thế này là 99% top 1 rồi anh em ơi. 1% là do số xui. Ok. 1% là do số xui anh em ơi. Chờ nó chạy bo. Mày chạy đi. Vỡ đâu. Wow, baby real. Úi dồi. Ôi anh em ơi, top 1 rồi. Trời. Hơi bị ngon lành cảnh đảo các bạn ơi. Nhờ. Nhẹ nhàng thôi. Hôm nay tôi chơi nhẹ nhàng với cái bộ trang phục dưới đây anh em ơi. Bộ trang phục hào quang vàng nhẹ nhàng thôi. 14 kill top 1. Hơi bị ngầu lòi. Ok.